sáng 4 tháng 6, trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10 chuyên. Ngay từ sáng sớm thì rất đông thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường để làm thủ tục thi và bước vào kỳ thi tuyển chính thức. Theo ghi nhận của phóng viên thì hơn 6 giờ sáng, đoạn đường qua địa điểm thi này đã ùn tắc. Cả một đoạn đường kéo dài trên đường Nguyễn Trãi đông đúc người và phương tiện tham gia giao thông. Hàng loạt phương tiện của phụ huynh đưa con đi thi dừng đỗ tràn xuống lòng đường. Cả ô tô lẫn xe máy khiến tuyến đường này trở nên tắc nghẽn. Một số phụ huynh đưa con đi thi đang tìm cách lách qua những chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường. Nhiều người lựa chọn phương án dừng xe ở bên kia đường để đi bộ băng qua đường tránh ùn tắc. Giao thông hỗn loạn cũng khiến thí sinh vất vả khi chen chân vào trường làm thủ tục cho kịp giờ thi.